Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi, sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay màu vàng có tên của MC Skip Bayless nhỉ này của tôi. Bây giờ các bạn vừa làm cùng tôi luôn nhỉ. Đây nhé. Rồi bây giờ mình sẽ quấn các cái sợi dây thừa này vào nhé. Sau khi cắt xong, mình sẽ được một cái sợi dây nó dài khoảng chừng này nhé. Bây giờ mình sẽ đi sâu các cái hạt vào sợi dây chun này nhé. Mình sẽ sâu các cái hạt có các cái chữ cái nhỉ này vào trước nhé. Rồi đầu tiên mình sẽ sâu chữ S vào nhé. Rồi mình sẽ sâu tiếp một chữ S nữa này. Tiếp theo mình sẽ sâu chữ E nhé. Rồi sâu chữ E mình sẽ sâu chữ L cao nhé. Rồi tiếp theo mình sẽ sâu chữ Y dài. Sâu chữ Y là chữ A này. Cuối cùng mình sẽ sâu chữ B nhé. Bây giờ mình sẽ sâu một cái hạt có màu ở trong chiếc hộp này vào nhé. Mình sẽ sâu cái hình tròn màu vàng này nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi sâu chữ vào tiếp nhé. Đầu tiên là chữ P này. Tiếp theo mình sẽ sâu chữ Y ngắn.
Rồi sau chữ Y mình sẽ sau chữ K này. Cuối cùng là chữ S nhé. Rồi bây giờ mình sẽ sau các cái hạt có màu vào nhé. Mình sẽ sau hình trái tim màu vàng này. Tiếp theo là các cái hình tròn có hình trái tim ở giữa. Mình sẽ sâu 6 cái hình tròn này nhé. Tiếp theo là 2 cái hình lục vàng. Cuối cùng là cái hình trái tim màu vàng này. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần này ra. Rồi mình sẽ buộc cái sợi dây chun này vào nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cắt các cái sợi dây thừa này ra nhé. Vậy là mình đã hoàn thành xong được một chiếc vòng tay có màu vàng như thế này. Chúc các bạn làm thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye!